Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái tủ để điều khiển những cái quạt công nghiệp nha bạn. Đây những cái quạt này này. Điện ba pha này bạn. Ba dây này. Điện ba pha ba dây. Điện này xài cái motor ba pha nha bạn. Đây cái quạt công nghiệp rất là lớn nha bạn. Cái nó khoảng là 1m2 các bạn, 1m2 quạt rất là lớn, 1m5 chứ, cái này 1m5 các bạn ơi, đây 1m5 nha, ở công ty này nè, nó sản xuất nha bạn, công ty sản xuất này, đó. Cái này là đồ kéo lên cái túi này, kéo cái này nè, đồ kéo cái nó sáng các bạn, gạt lên nó có cái ngàm này. Vô ha, này cái ngàm này bạn bỏ vô đó, cái ngàm này bật lên cho nó có không khí rồi nó lưu thông các bạn. Đây là cái motor này bạn, motor ba pha này, này motor ba pha rất là mạnh luôn các bạn, dây điện ba pha xài cái dây cu ro các bạn, cu ro quay lên cái này nữa. Dây của rò nó dây quay như cái này nè, cánh quạt rất là lớn nha, rất là ồn luôn nha. Đây là cái tủ điện để điều khiển. Hôm nay mình mở cái này ra coi trong đó có cái gì nha bạn, nó có cái gì nha, đây nó có ký hiệu nha bạn, nút xanh là mở nè, nút đỏ là tắt nữa, thì nó có này giống như ô 1, ô 2 nè, ô 2, ô 3, ô 4 nè, ô 5 mình đang mở nè bạn, ô 6 nè ha, nghi là không được cúp CP nha bạn nè. Mình mở cái tủ này ra là có gì bên đây nha bạn, wow, có chìa khóa nè bạn, đó, rất là nhiều CP bạn, biết phải CP mày lên đây nè, có CP tổng nha bạn, CP tổng bên đây nè, cúp cái CP này mình phát là hết ha. Đó, sẽ quay cái tủ điện này cho bạn coi ha. Rất là nhiều dây ha. Dây nhỏ ha, đây nữa ha. Wow. Đây là cái tủ và điều khiển cái quạt thôi nha các bạn. Những cái quạt thôi, quạt. Nó có là 6 cái quạt cho một cái xưởng ha, cái khung ha. Ba sáu cái quạt này, sáu cái quạt này là cách nhau nó khoảng là 10m một cái, 10m ha, 10m cái quạt này, đây cái quạt này đi xuống cái dách này các bạn, dách này sẽ quay thêm cái quạt cho bạn coi ha. Đây là cái kho ấy mà, kho chứa keo này, cái thùng keo nữa mà, đây thêm cái quạt nữa này bạn ha. Đó, nó khoảng 10m cái quạt. Đó, nó thiết kế khoảng 10m cái quạt ha bạn. Quạt này xài gì điện ba pha này bạn. Đó. Cả là điện ba pha ha. À, đây. Mình sẽ đi mình review cái tủ điện cho các bạn coi. Cái cửa này. Cửa sổ nè bạn. Cửa sổ nè. Mình mở cửa ra ha. Ngoài thì rất là thoáng ha. Ngoài cây xanh thì thoáng ha. Rồi trong công viên công ty các bạn, công ty đây là cái xe nâng các bạn, ngày xe nâng nó lên các bạn, cái bục đó là xe nâng lên, nâng lên đến 5 ngày các bạn, nâng nó lên cái nơ nó vô cái bục đó, xe nâng nó chạy lên cái hùng luôn, nó nâng hàng xuống ha. Cửa sổ mở cửa lại để tối leo vô ha, để đáy trong đây mà rất là hôi, người không có ý thức trong chui trong đây nữa mà, chui trong đây ỉa đáy rồi trong đây rất là hôi thối nha mày, khóa cửa lại ha. Đây là cái quạt này mày, đây là mỗi chỗ mà có cách khoảng thì nó sẽ có những cái bình chữa cháy này như vậy, trong kho mà bạn, kho thì nó rất là
dễ cháy ha, nghiêm cấm hút thuốc ha. Có cái ổ điện ở đây ha, quạt máy này, quạt không mát không mà quạt hút ra ngoài ha. Đó, mình xin quay cho các bạn coi cái tủ này, review chi tiết cái tủ này. Tủ này nó có cái gì nha bạn, đây tủ này nó có những cái cục này ha. Cục công tắc hay bạn, đây là cái cục công tắc nè, tắt mở hay bạn, đây nè, đây là có 6 cục xanh 6 cục đỏ hay bạn, 6 cục xanh 6 cục đỏ ha, đóng mở nè hay bạn, mở nguy hiểm nha, điện giật nè. Rồi thì trong này nó có 6 cái cục điều khiển này bạn, qua một cái CV tổng nè bạn, đây là cái CV tổng nha. Cái này nó có 6 cái cục điều khiển nha. Đó, 6 cục điều khiển này rất là nhiều dây các bạn. Cục này mình đếm được coi. 1 2 đếm được bao nhiêu dây các bạn. Đếm được coi là một cái cục này nó vô bao nhiêu dây à? 1 2 3 4 5 6 7 8. Đúng không? 8 dây các bạn. 8 dây vào ha. Rồi mình đếm lại coi. 1 2 3 4 5 6 8 dây vào, cái gì ra là 1, 2, 3, 5 dây ra thôi các bạn, 8 dây vào ha, 5 dây ra, đó. 8 dây vào, 5 dây ra ha. Đó. Để nó treo chìa khóa này. Tắt như vậy. Đây là cái đèn nha bạn, đây là cái đèn này. Đèn cảnh báo đèn xanh đỏ. Cảnh báo như vậy. Đây xuống đèn gì ở đèn xanh đỏ. Đầy đủ nha. Quay cho bạn coi. Đây có mấy dây. Đỏ đèn trắng ha. Đỏ đèn trắng đủ rồi. À, đây có cái nút vặn đây bạn, đây là cái nút vặn đây bạn. Ở ngoài đây nó có một cái tấm kiến để bảo vệ các bạn, đây là tấm kiến này, kiến này bảo vệ các bạn rất là an toàn ha bạn, không có bị chập mạch này, giống như thằng lằn rồi nó bò vô chập mạch rồi các bạn, rất là hay ha. Tủ mà thấy thiết kế cái tủ để mà điều khiển những cái quạt thôi bạn, rất là đẹp ha bạn, rất là chỉnh chu mà dây nhợ đi rất là gọn gàng ha bạn, rất gọn gàng chỉnh chu ha. Đó, cái ống điện nha bạn, đó cái ống điện trên đó có cái đường chữa cháy mà ống chữa cháy đường điện nằm ống màu trắng này mà chạy lên trên cái chỗ cây sắt phía trên ha. Đây đường cái ống điện này nó có những cái dây xuống đây, có một cái dây này, dây xuống này rất nhỏ nè, 3 dây ha, xanh lá cây đỏ với là xanh dương nữa bạn, nối kiểu này rất là sơ sài ghê quá ha bạn, nối kiểu này rất là sơ sài ha, thật là ghê ha. Đó, thì cái này mình không có muốn thông gió thì mình hạ xuống rồi bạn, hạ xuống vậy ha. Đó, chỉ cần bật ra ha, bật ra nó đây nó có cái ngàm, mình nâng cái này lên, bỏ vô cái ngàm này ha, bỏ vô cái ngàm này là nó sẽ mở cái cửa đó ra ha. Đó, mở cái ngàm đây bạn, đó, có cái ngàm đây ha. Rồi mình không cần thì mình gạt xuống thôi. Rồi còn một cách khác là mình sẽ mở lên nha bạn, sẽ mở lên cho bạn coi nha. Đây. Đó, ví dụ như cái quạt này là cái quạt số, mình mở cái quạt này lên tự động nó sẽ bật cái đó lên nha bạn, quạt này sẽ mở lên. Đây. Đó, mở lên. Tự động nó sẽ mở cái này lên nha bạn, sáng lên. Đó, tự động nó sẽ mở cái này lên, kéo này rất là nhẹ nhàng luôn ha, kéo này rất là nhẹ nhàng các bạn.
là nó điều khiển hai cái quạt các bạn. Cái nút như vậy nè là nó điều khiển hai cái quạt rồi nha bạn. Nút điều khiển hai quạt nha. Rồi mình tắt rồi, tắt nó các bạn. Rồi đó mình tắt nè. Một nút như vậy là hai quạt nha bạn. Hai quạt cách nhau 10 mét. 16 nút như vậy là 12 quạt nha bạn. 6 nút như vậy là 12 quạt. Đó. Rồi thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái tủ điện để điều khiển cái quạt công nghiệp nó như thế nào ha. Rồi chào các bạn ha.